Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa xin kính chào toàn thể những người thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là những người thánh thì chắc chắn là có đồ ăn thánh ha. Amen. Và đồ ăn này đó là lời Đức Chúa Trời để chúng ta mỗi ngày lớn lên trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Có một câu kinh thánh rất là đặc biệt, Luca đoạn 2 câu 652. Amen. Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Amen. 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 Tôi có một cái đề tài đó là con người hoàn hảo. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn xem Kinh Thánh thì chúng ta biết từ Adam, Eva, rồi sau đến thời kỳ các tổ phụ như là Noe, như là Job, rồi đến Abraham, Isaac, Jacob, Môi-se, và biết bao nhiêu các tiên tri cũng rất là vĩ đại trong Kinh Thánh đã được viết, nhưng mà chúng ta chưa thấy ai hoàn hảo cả, đúng không ạ? Nhưng mà có một tiên tri vĩ đại hoàn hảo, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Amen. Amen. Ngài cũng là một tiên tri, Ngài cũng là một sứ đồ, Ngài cũng là nhà truyền giảng phúc âm, Ngài cũng là một sứ, là giáo sư. Amen. Đấy, Chúa Giêsu của chúng ta là Chúa Cứu Thế, và Ngài thật là vô cùng vĩ đại, và đời sống của Ngài rất hoàn hảo. Cảm ơn Chúa. Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Điều đầu tiên là chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu của chúng ta được sinh ra gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì thiên sứ nói với Mary rằng là thai ngươi mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngài nói với Joseph rằng là thai của Mary đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Amen. Đức Thánh Linh đã giác cây ngươi quyền phép có đấng tối cao che phủ ngươi dưới bóng mình, nên con thánh sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy Chúa Giêsu chúng ta là con Đức Chúa Trời, có nghĩa là được Đức Chúa Trời sinh ra. Amen. 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 Amen ý quá vậy. Chúa Giêsu chúng ta sinh ra bởi Đức Chúa Trời, nay được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta cũng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu của chúng ta được gọi là con người, đó là con người đến để tìm và cứu kẻ hư mất. Và chúng ta hiểu rõ Ngài là con của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sinh ra, và Ngài cũng thật sự là người. Amen. Amen. Ngài cũng thật sự là người mà Chúa đã đặt tên. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo ở giữa loài người với Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu Christ, là người. Amen. Và Chúa Giêsu cũng nói rất rõ trong đoạn 5 của Giăng, nó là vì con là người. Amen. Amen. Như vậy chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu chúng ta là con Đức Chúa Trời, là con người, đúng không ạ? Và Đức Chúa Trời ghi lại rằng là Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, khôn ngoan càng thêm. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi sinh ra Ngài có sự khôn ngoan không? Có ba mà. Còn lớn lên 5-3 tuổi đó, có khôn ngoan không? Rồi khi Ngài 12 tuổi thì sao? Ồ, Ngài có một cái sự khôn ngoan lạ thường, là ngồi nói chuyện với các thầy tế lễ về Kinh Thánh. Như vậy chúng ta thấy được cái sự khôn ngoan của Chúa Giêsu càng thêm lên. Có nghĩa là lúc nhỏ thì khác mà, lúc lớn hơn thì khác, và lúc trưởng thành thì hoàn toàn khác. Amen. Bởi vì cái sự khôn ngoan càng thêm, càng gia tăng. Và ở đây nói về cái sự khôn ngoan càng thêm lên thì
đó lên, Chúa Giêsu thật sự là con người. Amen. Có phải không nào bạn? Chúa Giêsu là một con người thật sự. Bởi vì Hebrew đoạn 2 câu 14 đó là chúng ta có thịt và huyết thì Ngài cũng có phần vào đó. Có nghĩa là Ngài cũng có thịt và huyết. Rồi đến câu 16, 17, 18 thì chúng ta cũng biết rõ rằng là Chúa Giêsu giống chúng ta trong mọi sự. Amen. Chúng ta có linh hồn và thân thì Chúa Giêsu cũng có linh hồn và thân. Amen. Như vậy thì Chúa Giêsu chúng ta không mang càng thêm, có nghĩa là một con người thật sự được sinh ra theo cái huyết thống, theo cái tiêu chuẩn của một con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng như Adam đầu tiên, thì được sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Và Adam cũng phải lớn lên mỗi ngày, mà càng lớn lên thì càng có sự khôn ngoan. Amen. Và Chúa Giêsu chúng ta càng lớn lên thì càng thêm lên sự khôn ngoan. Nói lên rằng là Chúa Giêsu của chúng ta là một con người thật sự. Amen. 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 Tôi không nói về nguồn gốc của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là vua lời. Amen. Amen. Nhưng mà tôi muốn nói đây là Chúa Giêsu là con người thật sự. Đến khi sinh ra rồi lớn lên thì sự khôn ngoan càng thêm. Amen. Và chúng ta nhìn thấy như thế này, bởi vì tại sao cái câu kinh thánh Luca đoạn 2 câu 52 nói về Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm? Bởi vì trước đó thì sao? Chúa Giêsu ở lại đền thờ, Chúa Giêsu nói chuyện với các thầy tế lễ, và người ta ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên vô cùng vì một cậu nhỏ 12 tuổi thôi nhưng mà biết kinh thánh rất là tuyệt vời. Rồi cha mẹ của Chúa Giêsu đi tìm Chúa Giêsu vào trong đền thờ thì quá ngạc nhiên vì con của mình ngồi nói chuyện với các thầy tế lễ. Và Maria bà đã nói rằng, con ơi, tại sao con làm cho ta phải chịu khổ mấy ngày hôm qua đã tìm kiếm con khắp nơi? Thì Chúa Giêsu nói sao? Cha mẹ không biết rằng là con đang ở nhà cha con sao? Ồ, quá tuyệt vời. Ngay ở đây chúng ta thấy cái sự khôn ngoan mà Chúa có nói ở đây, đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Amen. Sự nhìn biết Đấng Thánh là khôn ngoan. Amen. Amen. Phải không ạ? Cô-lô-se đoạn 3 câu 16 là nguyện lời của Đấng Christ đầy dạy trong lòng anh chị em, hầu sao anh chị em dư dật mọi điều khôn ngoan. Amen. Tôi tin chắc rằng Maria Joseph cũng dạy dỗ con của mình là Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen. Bởi vì sao cái người Do Thái là người mà họ dạy con họ từ khi còn nhỏ về ngũ kinh, tức là năm sách của Môi-se, đó là năm sách luật pháp, họ dạy con của họ. Có những đứa trẻ phải thuộc kinh thánh, hiểu biết kinh thánh về năm sách Môi-se, nên những đứa trẻ Do Thái rất là khôn ngoan. Amen. Amen. Bởi vì có lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nên mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần phải có sự khôn ngoan là bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời để chúng ta gia tăng cái sự khôn ngoan. Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Một mục sư giáo sĩ vĩ đại trong thế kỷ 19 đó là ông một sư muốn đi từ Mỹ. Khi ông đọc kinh thánh, khi ông đọc 10 điều răn thì ông nói rằng ta sẽ đọc nghiên cứu kỹ, xem cái chỗ nào dư thì bớt ra, chỗ nào thiếu thì ta sẽ thêm vào. Nhưng mà ông đi đọc lại, đọc đi đọc lại, cô không thể nào thêm vào được cái gì cả, và cũng chẳng bớt được cái gì cả. Và ông đầu phục Chúa. Amen. Tôi cũng nghe kể chuyện lại có hai anh em khi đọc kinh thánh. Hai người này là chống đối Chúa, chống đối kinh thánh, nên quyết tâm
bắt đọc cái tánh cho bằng được, để sửa lại chỗ có ai chỗ nào sai lầm để mà đưa ra, để mà nói những cái sự sai lầm kinh thánh. Bởi vì kinh thánh họ nói là thuốc ru ngủ giải dối đủ mọi điều. Nhưng mà khi đọc đi đọc lại, hai người cố gắng đọc đi đọc lại, cuối cùng rồi đầu phục Chúa đi nhận Chúa Giêsu là Chúa Chúa của mình. Amen. Chúa Giêsu không mang càng thêm. Amen. Amen. Có nghĩa là cái tâm trí của Chúa Giêsu, tâm linh của Chúa Giêsu đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Một tâm linh đầu phục Đức Chúa Trời, một tâm linh kính sợ Đức Chúa Trời, một tâm trí cũng kính sợ Đức Chúa Trời đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời, và nó ra lời của Đức Chúa Trời, và đó là sự khôn ngoan thiên thượng. Amen. Nên chúng ta là hội thánh của Chúa, những người lớn chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta dạy cho con cháu của mình. Con cháu của mình cần có lời của Đức Chúa Trời để cho nó sẽ tiếp tục dạy dỗ con cháu của chúng nó. Amen. Và con cháu của chúng nó cũng dạy dỗ con cháu của chúng nó được, để rồi từ nơi này cho đến đời kia nó không mất gốc, không mất Chúa, nhưng mà nó hưởng được phước lành mà Đức Chúa Trời nó là ngày sẽ ban phước ngang đời cho những người nào yêu mến Chúa và giữ gìn điều răn của Ngài. Amen. Amen. Không phải là khôn quỷ như thế gian này, như là Satan. Nhưng mà chúng ta khôn ngoan là khôn ngoan trong đường công chính, khôn ngoan trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, khôn ngoan trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, chứ không phải khôn ngoan một cách quỷ biệt giống như là người quản gia khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói rằng là khôn ngoan hơn con cái sáng láng. Đó là khôn quỷ, phải mà lừa đảo. Nên chúng ta phải cẩn thận mà tìm kiếm sự khôn ngoan. Giá cơ nói rằng là ai thiếu sự khôn ngoan thì sao? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho, mà Ngài không có nói gì hết, không có trách móc không có gì hết. Ngài không chê chúng ta thiếu sự khôn ngoan, nhưng mà Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúng ta nhớ một điều, Chúa Giêsu trở thành con người, Chúa Giêsu trở thành con Đức Chúa Trời. Thế rồi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta cũng trở thành con Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta cần phải học hỏi về Chúa Giêsu chúng ta. Không thể nào Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời chúng ta cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời mà chúng ta không giống Chúa Giêsu chút nào hết. Mà nếu chúng ta không giống Chúa Giêsu chút nào hết thì sao? Khi Ngài đến, Ngài nói là không biết các ngươi là ai. Amen. Phải vậy không? Bởi vì giống Chúa thì Ngài mới biết được. Bởi vì 10 người nữ đồng trinh được sức dầu, cần phải có dầu, và dầu đó chỉ về Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đến là để làm cho hậu thánh của Chúa vinh hiển, không vết không nhân không chi, giống như vậy thánh sạch không chỗ trách được. Amen. Amen. Làm cho hậu thánh ra đến một cô dâu trinh khiết. Amen. Giống Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu là đầu và hậu thánh là thân. Amen. Giống như là chồng là đầu, vợ là thân. Amen. Amen. Thì cái hiệp là một với nhau. Nên tôi nói với hậu thánh của Chúa là nếu chúng ta không giống Chúa thì chúng ta không thể nào vào ngày cưới của Chúa. Amen. 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 Đây là một vô cùng quan trọng. Tôi nghiên cứu về Kinh Thánh và thấy rất rõ ràng là chương trình của Đức Chúa Trời là chúng ta phải giống Chúa, không còn cách nào khác được. Cảm ơn Chúa. Phải khôn ngoan giống như Chúa Giêsu. Amen. Và chúng ta là thân hình càng lớn, nói về cái thân xác này, phải vậy không? Amen. Chúa Giêsu mỗi ngày càng lớn càng lớn, càng lớn, thân lên càng lớn. Mới sinh ra thì còn đỏ nhỏ xíu, nhưng mà 1, 2 tuổi, 3 tuổi đến 12 tuổi thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu càng thêm lên sự khôn ngoan mà thân hình càng lớn hơn. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đi làm chức vụ thì Chúa Giêsu là một người đã trưởng thành rồi. Amen. Amen. Nếu thân thể chúng ta không càng lớn thì sao? Chúng ta trở nên là một người thiếu dinh dưỡng, còi xương, không lớn. Mà xuống cứ nhỏ xíu mãi thì sao? Có nghĩa là bệnh vong à. Nhưng mà đời sống của chúng ta tin rằng khi chúng ta là một người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta là một người kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta là một người đi theo đường lối của Đức Chưa Trời, gọi là cái người mà khôn ngoan càng gia tăng đó, thì tôi tin chắc rằng là thân thể chúng ta không có vấn đề. Amen. 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 Thân thể chúng ta sẽ khỏe mạnh luôn luôn. Amen. Bệnh tật nó không sống
chấp nhận được đâu. Amen. Bởi vì chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự khôn ngoan của Chúa. Amen. Tâm linh là vô cùng quan trọng và quyết định đến cuộc đời của chúng ta. Và nơi đó là nơi thánh linh của Đức Chúa Trời ngự. Và thánh linh của Đức Chúa Trời cũng kiểm soát phần tâm trí của chúng ta, có nghĩa là phần hồn của chúng ta. Phần hồn của chúng ta có ý chí thì có thể quyết định. Và phần hồn là còn vô cùng quan trọng. Bạn nghe không? Amen. Bởi vì có ý chí, tình cảm và lý trí. Nếu tâm linh chúng ta yếu đuối, không kiểm soát được phần hồn, thì cái phần hồn chúng ta nó quyết định sai, thì chúng ta sẽ nhận cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu phần hồn của chúng ta nó quyết định là bước theo xác thịt, thì chắc chắn là dẫn đến sự chết. Nhưng mà phần hồn chúng ta biết rằng là phải đầu phục tâm linh, bước theo thánh linh của Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của người đó là một cuộc đời vô cùng lớn lao và tuyệt vời. Cho nên những vĩ đại trong Đức Chúa Trời. Thân thể chúng ta cũng phải càng lớn. Amen. Phải càng lớn càng trưởng thành. Nói về một cái thân thể thuộc linh, chúng ta tiếp nhận Chúa lúc chúng ta 20 tuổi, thân thể chúng ta đã trưởng thành rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta có một mới là 1 tuổi thuộc linh thôi, thì cái thân thể chúng ta chưa đủ, chưa đủ để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, chưa đủ có thể để nói lên rằng là hỡi lên đầu ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thật của Ngài. Ở lên tù ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta chưa đủ lớn, chúng ta chưa có đủ sự hiểu biết, thì chúng ta cũng có một cái thân thể nó rất hạn chế đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta trưởng thành thuộc linh thì cái thân thể của chúng ta cũng thật sự trưởng thành. Amen. Thật sự trưởng thành. Và chúng ta trưởng thành thuộc linh thì chúng ta cũng bảo vệ cái thân thể của chúng ta rất là thánh khiết và công chính. Amen. Thánh khiết và công chính là điều gì? Nếu một người sống trong sự thánh khiết và công chính suốt đời mình chẳng sợ hãi gì hết. Amen. Amen. Tôi cao một câu 75. Suốt đời mình chẳng sợ hãi gì hết. Nên chúng ta phải cần có sự khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Có nghĩa là giữa tâm linh, linh hồn và thân thể chúng ta cần phải trưởng thành. Amen. Amen. Cần phải trưởng thành. Linh thì cần phải đầy dạy cái sự khôn ngoan của thánh linh Đức Chúa Trời. Tâm trí của chúng ta, phần hồn của chúng ta cần phải đầy dạy lời Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong phần tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và thân thể chúng ta cùng lớn lên theo như là tâm linh và linh hồn của chúng ta đều trưởng thành một cách đồng bộ, chứ không phải là hồn, linh thì trưởng thành mà thân xác thì không trưởng thành. Có nghĩa là thân xác vẫn cứ tiếp tục giam dâm ô uế luôn tồn thờ tưởng thù phép thù hắn tranh đấu ghen ghét cuộc nhận cãi lấy bất bình bài đảng ghen gỗ xe sườn mè ăn uống. Thân thể không thể là như vậy được. Amen. Xác thì chúng ta không thể là như vậy được, nhưng mà chúng ta phải trưởng thành bằng cách là tất cả những gì thuộc về xác thì đã chết của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đó là thứ tư, đó là đời sống của Chúa Giêsu. Đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Chúng ta thấy có ai trên thế gian này vừa đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng loài người không? Chỉ có Chúa Giêsu đấng duy nhất được ghi trong Kinh Thánh là đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Nói lên cái đời sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất là khôn ngoan, nói chuyện với các thầy tế lễ. Nhưng mà sau đó cha mẹ đi tìm Chúa Giêsu gặp rồi, thì Kinh Thánh ghi rằng là Ngài đi theo cha mẹ về nhà và phục vụ gia đình của mình. Phục vụ gia đình. Những ngày mà Chúa Giêsu ở với gia đình của mình, ở với cha mẹ anh em của mình, là Chúa Giêsu đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng cha mẹ anh em của mình. Amen. Amen. Chúng ta biết rằng là tình yêu thương thì làm trọn luật pháp. Phải không ạ? Quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu, và tình yêu thương chắc là làm trọn luật pháp. Amen. Chúa yêu chúng ta trước,
Và chúng ta cần phải có tình yêu của Đức Chúa Trời để chúng ta làm trọn luật pháp. Và chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Chúa Giêsu cũng nhận tình yêu từ đấng thánh linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu trở thành những con người, một con người hoàn hảo, bởi vì Ngài sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Và Ngài nhờ cậy Đức Thánh Linh, Ngài khôn ngoan kính sợ Đức Chúa Trời bởi sự hùa giúp của Đức Thánh Linh. Và Ngài thi hành chức vụ là Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh. Và bất cứ Ngài làm điều gì thì Ngài cũng nhờ cậy Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết được rằng khi Chúa Giêsu chịu cái báp têm, Thánh Linh đáp đọc Chúa Giêsu thì ở trên trời có tiếng nói như thế nào? Để các con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoặc còn đẹp lòng ta mọi đời. Amen. Amen. Đức Chúa Trời tuyên bố Chúa Giêsu đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn. Amen. Tại sao là Chúa cũng nói như vậy đúng không? Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Amen. Như vậy là Chúa Giêsu đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn, nên khi Ngài làm điều gì thì Ngài cũng nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Trong Danh đoạn 5 câu 19 nói rằng là con không tự mình làm điều chi, mà điều gì mà con thấy Cha làm thì con gọi là. Amen. Khi Chúa Giêsu giảng dạy cho các môn đồ thì có một đồng bầu có hai đó là Chúa Giêsu nhờ cậy Thánh Linh mà dạy cho các môn đồ. Khi đuổi quỷ thì Ngài cậy Thánh Linh của Chúa mà đuổi quỷ. Khi chữa lành, Ngài cậy Thánh Linh mà chữa lành. Khi đi từ nơi này đến nơi kia, Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt mặc cải cho Chúa Giêsu để Ngài có thể đi từ nơi này cho đến nơi khác, rao giảng phúc âm hay là ghé vào nhà này, ghé vào nhà kia, là bởi Thánh Linh của Ngài điều hành hoàn toàn cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là được gọi là đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn, là mọi đường. Amen. Amen. Chúng ta muốn giống Chúa Giêsu không? Amen. Chúng ta là những con người có trình độ khác nhau. Có nhiều người học qua đại học, cũng có những người thì không biết chữ, có người thì cấp 1, cấp 2. Và chúng ta cũng có đức tin khác nhau. Nhưng mà tôi tin rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết mỗi một người của chúng ta. Amen. Biết khả năng của chúng ta. Amen. Có thể là một ta lăng, hai ta lăng, hoặc ba ta lăng, năm ta lăng. Amen. Và Ngài ban cho chúng ta. Và tôi tin rằng là đối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời là người đã sinh thành chúng ta. Đúng không ạ? Nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là không. Amen. Thế vậy chúng ta có phải là người sinh bởi Đức Thánh Linh không? Amen. Và Thánh Linh là Cha của chúng ta đúng không ạ? Amen. Thì Thánh Linh sẽ dìu dắt cuộc đời của chúng ta. Và Thánh Linh đã sanh. Tôi nói rằng những người mẹ mà sinh con vì lúc nó chưa nói được, nó chỉ khóc thôi, người mẹ có biết không? Biết không ạ? Biết nó đói, biết nó buồn ngủ, biết nó muốn ẩm, biết rất là nhiều điều về con của mình dù nó không nói được. Amen. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà tuyệt vời hơn người mẹ, tuyệt vời nhất trên thế gian này. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, chúng ta có bài hát đó. Nhưng mà lòng của Chúa của chúng ta thì sao? Vô tận. Amen. Vô tận tình yêu của Ngài là tình yêu đời đời. Và Ngài yêu chúng ta vô tận, và Ngài yêu những người thuộc về mình trên thế gian, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Amen. Nên tấm lòng của Đức Chúa Trời của chúng ta, tấm lòng của Thánh Linh Đức Chúa Trời của chúng ta là vô cùng vĩ đại, vô cùng tuyệt vời. Và Ngài đã tạo dựng đến chúng ta, Ngài đã sinh thành chúng ta, cho chúng ta thật được tái sanh để vào được thiên đàng, để thấy thiên đàng. Và chúng ta mới hưởng được thiên đàng của cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Amen. Và Thánh Linh của chúng ta phải dẫn dắt chúng ta từng bước. Người mẹ dẫn dắt con của mình như thế nào, nuôi dưỡng con của mình, tập con của mình nói, rồi dìu dắt con của mình đi từng bước khi nó chập chững bước đi, cho đến khi nó trưởng thành vẫn là người mẹ.
Amen. Amen. Dù đã già rồi vẫn là con. Amen. Của mẹ mình. Amen. Amen. Nên chúng ta dù chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Dù chúng ta trở nên vĩ đại như thế nào, chúng ta vẫn là con của Đức Chúa Trời. Amen. Có nhiều người trở nên vĩ đại quá, đầy giải quyền năng quá, rồi quên đi Đức Chúa Trời của mình và đấng sức dẫu, đấng ban ơn, đấng đã huấn luyện từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành, đấng nuôi dưỡng mình như thế nào, quên đi công lao mà Thánh Linh đã tập tâm huấn luyện từng bước một để chúng ta trở nên người vĩ đại. Chúng ta quên đi và trở thành những người kiêu ngạo, và Ngài rất ghét những người kiêu ngạo. Amen. Cho ta là phải và trở lại khởi đầu bằng Đức Thánh Linh, nhưng mà kết cục là thất thiệt. Và Chúa rất ghét những người kiêu ngạo, và Chúa chống trả kẻ kiêu ngạo. Amen. Và kẻ kiêu ngạo là như thế nào quý vị? Sao gọi là kiêu ngạo? Lên mình tự cao. Mà lên mình tự cao có nghĩa là sao? Những người kiêu ngạo ở trong lời của Chúa Trời bày tỏ và Chúa chống trả kẻ kiêu ngạo đó là những người không làm theo lời của Chúa Trời. Những người chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời, muốn đi theo đường riêng của mình cho là khác, không chịu bắt phục lời của Đức Chúa Trời, không chịu làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng lời cha của mình. Amen. Chúng ta phải giống cha của chúng ta. Amen. Nếu chúng ta không vâng lời cha của chúng ta thì chúng ta trở thành một người giống ai? Adam là con của Đức Chúa Trời, được sinh ra là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà cuối cùng nghe Satan và trở thành con của quỷ vương. Nên Chúa Giêsu nói với những người Pharisee này thật chán ở đó này, Adam là cha của chúng tôi. Chúa Giêsu nói sao? Nếu Abraham là cha của các ngươi thì các ngươi biết ta, đúng không ạ? Nhưng mà không phải, cha của ngươi là quỷ vương, vì nó nói dối từ lúc ban đầu. Nó là kẻ nói dối, là cha có sự nói dối, và các ngươi cũng là kẻ nói dối. Nên chúng ta cần phải hiểu được rằng là một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là một đời sống amen của lòng Đức Chúa Trời. Amen. Phải giống Đức Chúa Trời. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có tình yêu, đúng không? Amen. Ai yêu được làm con Đức Chúa Trời. Ai yêu thì người ấy ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người đó. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta là tình yêu. Amen. Nhân thứ nhất là bốn chúng ta nên nhớ mà. Như vậy thì chúng ta ghét thì chúng ta không phải là bản tính của Đức Chúa Trời. Amen. Không giống Đức Chúa Trời chút nào cả. Thấy ai cũng ghét hết. Mà ghét thì sao? Giết người. Nên hãy loại bỏ cái sự ghen ghét ra khỏi đời sống. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta có ngồi nói hành không? Chúng ta thấy Miriam và Aaron nói hành Môi-se là bị phun. Amen. Có thể là Miriam là chủ chốt rồi nói hành, thành ra là bị phun, mà không thấy Aaron bị phun như thế, Miriam bị phun. Như vậy thì cái việc mà chúng ta ngồi nói hành người khác hay là phê bình người này người kia thì điều đó là cái điều mà Chúa ghét, đó là kiêu ngạo và không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta muốn bị phun không? Chắc chắn là phun là chỉ có Đức Chúa Trời chữa thôi, chứ không có thuốc men mà chữa được. Cái đấy bây giờ cũng không có thuốc men chữa được, chỉ có Đức Chúa Trời đang chữa lành mà thôi. Và người đó phải hết lòng ăn năn xin những tội lỗi của mình thì bình phun mới được hành. Amen. Amen. Còn điều gì nữa mà chúng ta biết rằng là không phải là bản tính của Đức Chúa Trời? Có ganh ghét không? Có ganh tị không? Chúa muốn chúng ta ganh đua để tiến lên chứ Chúa không muốn chúng ta ganh tị, đúng không? Thấy người khác hơn mình là mình không có chịu được. Và đó là cái điều mà rất là tệ. Chúng ta có những cái bản tính thật sự rất là tệ. Và Giê-rê-mi tiên tri của Đức Chúa Trời nói rằng là lòng người lại dấu trá hơn mọi vật và xấu xa không ai biết được. Có những cái âm mưu, có một cái sự gian xảo, có những cái kế hoạch thật là kinh khủng vô cùng.
Và rồi có một người trên báo đăng là kêu tiếp nó đăng rất là nhiều, một người mà giết cả 5 người trong gia đình về mới cho uống xia nua đặt dàn chết 4-5 người rồi mà người ta cũng không phát hiện ra, cho đến đứa cháu và khi bị cấp cứu thì người ta cấp cứu người ta thử máu phát hiện ra là bị chất độc xia nua và sau đó thì họ điều tra và lại ra cái cô đó càng giết cả 5 người trong gia đình. Lòng gian ác vô cùng, lòng con người cái âm mưu gian ác rồi tự nó rằng tự thân mà cũng chẳng chút thương xót gì hết mà đến nỗi giết cả người thân của mình để mà hoàn thành cái ý định của mình và rất là tinh tục. Nên chúng ta cần phải có bản tính yêu thương, yêu thương vui mừng, amen, bình an nhân từ hiền lành trong tiếng mềm mại tiếp tục nhịn nhục. Chúng ta có vui mừng ở trong Chúa không? Chúng ta có địa vị làm con của Chúa Trời thì còn gì để mà buồn nữa đúng không? Hãy vui mừng trong Chúa đúng không? Ôm lại nó, hãy vui mừng đi. Và Ngài đã sức dầu vui mừng trên đầu của chúng ta rồi. Mọi buồn rầu các bạn hãy nấu đi. Không để cái sự buồn rầu nó xâm nhập đời sống được. Bởi vì đó là những ngưng từ Đức Chúa Trời. Mà từ ma quỷ nó đem tới cái sự buồn rầu, nó làm cho xương cốt khô héo. Ba mà xương phố chúng ta khô héo bởi vì đồng chúng ta buồn rầu. Tại sao chúng ta lại chấp nhận cái sự buồn rầu trong khi đó Chúa Giêsu của chúng ta đã chết thay cho chúng ta, là gánh hết tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm. Chúa đã gánh hết cho chúng ta hết rồi, sự rửa sạch Chúa đã gánh hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần giống Chúa Giêsu là được rồi. Đức Chúa Trời đã biết chúng ta, Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con Ngài, để con ấy trở thành con cả giữa bọn anh chị em. Những người Chúa đã biết trước Ngài đã chọn thì Ngài cái xưng công chứng, và xưng công chứng thì Ngài cũng làm cho quý vị hiểu. Amen. Nên chúng ta phải giống Chúa Giêsu để Chúa Giêsu trở thành anh cả giữa bọn chúng ta. Chúng ta có một anh cả vô cùng tuyệt vời. Và Phaolô kêu gọi rằng là hãy đồng tâm tình như Chúa Cứu Thế Giêsu đã có. Amen. Hãy đồng tâm tình như Chúa Cứu Thế Giêsu đã có. Tâm tình ấy là sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng không có nắm giữ, sẵn sàng hạ mình khiêm nhường, sẵn sàng vâng phục cho đại chết, thậm chí trên cái cây thập tự. Amen. Chúng ta sẵn sàng có tâm tình như Chúa Giêsu đã có không? Hay là muốn hơn thua với người khác, chồng muốn hơn thua với vợ, vợ muốn hơn thua với chồng, không biết cái địa vị của mình là ai cả. Nếu chúng ta biết địa vị của mình trong gia đình, chồng phải yêu vợ, yêu chính Chúa Cứu Thế, yêu và tánh và phó chính mình vì người ta. Vợ thì sao? Phải vâng phục chồng giống như là một cánh vâng phục chồng, biết thế nào? Amen. Vâng phục chồng thế ấy. Amen. Con cái phải hiếu kính cha mẹ. Amen. Để sống lâu trên đất. Amen. Và cha mẹ thì sao? Chớ chồng dòng con cái của mình. Chúng ta hãy cẩn thận, hãy sống đúng với địa vị và đối với hậu thánh như thế nào, đối với người lãnh đạo như thế nào, thì chúng ta cần phải hiểu rõ địa vị của chúng ta và chúng ta sống một cách khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa Trời. Đừng bao giờ nói là tôi đủ rồi, tôi có rồi, không cần phải học nữa. Chúng ta tiếp tục học nha. Trong những ngày đến tôi sẽ chắc chắn là sẽ học cái lớp cấp 1 để chúng ta có lời của Chúa Trời, rồi đến cấp 2, cấp 3 và học online. Chúng ta không có đủ thì giờ để mà chúng ta học lớp thì chúng ta sẽ học online. Còn những người thật sự muốn trở nên người hô việc Đức Chúa Trời, muốn trở nên mục sư, những nhà truyền giáo, giáo sĩ thì chúng ta sẽ bỏ thời gian để đi học. Amen. Và những người gọi là bình thường ấy, cần phải học để có sự khôn ngoan. Amen. Bỏ lời của Đức Chúa Trời để tìm ra cái sự khôn ngoan giống như Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta thì Ngài cũng xin chúng ta là công chức. Amen. Có nghĩa là Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, Ngài không còn thấy tội lỗi của chúng ta nữa và chúng ta trở thành người công chính của Đức Chúa Trời, là người tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Và Ngài đã xin công chức rồi thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Amen. Và thánh linh của Đức Chúa Trời đã đắc đậu trong chúng ta và Ngài ngự trong chúng ta, Ngài cũng làm cho chúng ta từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Bạn nghe không? Amen. Linh sẽ làm cho chúng ta vinh hiển. Không có người cha nào muốn con của mình trở thành một người tệ nạn xã hội, không có người cha nào mà muốn con của mình nghèo khổ,
Không có người cha nào muốn con của mình chốt nát. Nhưng mà tất cả những người cha đều muốn con của mình trở thành vĩ đại. Amen. Đó là vinh hiển của người cha. Con hơn cha rằng nhà có phước không ạ? Nên tôi không có một cái tinh thần mà gọi là xác thịt ganh tị, nhưng mà muốn hội thánh của Chúa được sức giàu gấp đôi. Amen. Tất cả những người hầu vì Chúa trong những ngày tương lai sẽ gấp đôi thầy của mình. Amen. Tôi muốn điều đó. Amen. Khát khao điều đó. Nên anh chị em hãy dấy lên, không có gì cản trở chị em hết. Không ai dấy lên mà bị cản trở. Tôi nói là hội thánh là thánh linh lãnh đạo. Cái người nào mà cản trở là coi chừng với thánh linh á. Mà nếu một sư mà cản trở quý vị dấy lên thì chắc chắn là thánh linh sẽ dạy cho một bài học đó. Amen. Amen. Bất cứ ai ganh tị tối với đụng đến những người mà Chúa chọn với sức dầu là coi chừng đấy. Amen. Amen. Nên tôi khất lệ hầu lắm của Chúa, chúng ta hãy dấy lên và sẵn rồi. Hãy mạnh mẽ lên. Amen. Và cái điều vô cùng quan trọng đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Amen. Đẹp lòng Đức Chúa Trời có nghĩa là trong mọi đàn đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Nó có nghĩa là mình có tâm tình như Chúa Giêsu đã có, là sẵn sàng không nắm giữ. Ngài có một địa vị là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không nắm giữ. Ngài từ bỏ địa vị đó rồi Ngài hạ mình xuống và như một người, đó mà như một con người, từ một Đức Chúa Trời trở thành một con người. Và Ngài phân phục cho nên chết thậm chí cho nên cái thập tự giá là cái nhục nhã vô cùng, và Chúa sẵn sàng chịu. Nên chúng ta cần phải có tâm tình này. Amen. Amen. Hãy cần có tâm tình này để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mọi này chúng ta có thể dâng hiến tiền hộp mỗi Chủ nhật, nhưng mà chúng ta không chịu dâng một phần, có phải đẹp lòng ta hoàn toàn không? Ở đây chúng ta nhớ là không có đức tin thì không thể sống đẹp lòng được Chúa Trời. Amen. Sống trong xác thịt không thể đẹp lòng được Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta phải đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn, có nghĩa là những gì Ngài phán, Ngài dạy, mạng lệnh của Ngài hãy làm. Hãy làm. Đây hội thánh của Chúa, chúng ta không thể giống như là mỗi Chủ nhật chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa. Có nhiều người thì thật sự cái tấm lòng dâng hiến là giống như là bố thí cho Chúa vậy. Và mỗi người chúng ta đến với dâng hiến. Nhưng mà cái điều cốt lõi quan trọng đó là chúng ta cần phải nộp một phần mười vào kho để chúng ta được Chúa mở cửa trên trời, đâu phước Chúa đến đâu chúng ta không chỗ chứa. Đây là cơ hội để chúng ta giàu có. Amen. Hãy lấy đức tin mà hãy làm. Hãy đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Amen. Amen. Hãy rao giảng phúc âm. Amen. Hãy cứu người khác. Amen. Chữa lành cho người khác. Amen. Hãy dạy dỗ huấn luyện họ. Và đó là đẹp lòng ta hoàn toàn. Amen. Chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu có gì vi phạm đối với Đức Chúa Trời không? Không. Đến đâu Ngài làm cái gì cũng phải là bởi thứ hướng dẫn Ngài phải làm, cái Ngài không cần mình để nói. Từ một lời nói, những gì ta nói đó các ngươi không phải bởi ta mà bởi cha. Nếu các ngươi không tin ta, không tin lời của ta thì hãy tin những gì ta làm. Bởi vì ta ở trong cha và cha ở trong ta, nên mới có những cái phép lạ lớn lao mà các ngươi đã thấy. Lời nói ra là quyền năng, lời nói ra là thần linh và sự sống, đem cái sự gây dựng. Nên Chúa Giêsu đi đến đâu, người ta kéo ra đến đó. Nhiều người bệnh tật được chữa lành, nhiều người bị quỷ ám được giải phóng, và nhiều cuộc đời được thay đổi, nhiều cuộc đời được kêu gọi trở thành những người hầu việc của Chúa Trời. Amen. Amen. Đó là đẹp lòng ta mọi đàn, đẹp lòng ta hoàn toàn. Amen. Amen. Và đẹp lòng mọi người. Các chị em có đụng với một người khác, có gây tổn thương cho người khác không? Có không? Bây giờ có tiếp tục gây tổn thương nữa không? Thì còn nếu mà gây tổn thương tiếp tục nữa là Chúa nói là một câu đá và cổ rồi quăng xuống biển còn hơn. Đó là lời Chúa. Amen. Cái người mà hay gây tổn thương cho người khác, Chúa nói là thà một câu đá vào cổ nó quăng xuống biển còn hơn. Chứ để mà gây bất phạm, để mà gây tổn thương hoài thì không có thể được. Lời Chúa cũng rất là ngọt ngào, tuyệt vời, nhưng mà lời Chúa cũng rất là nghiêm túc. Không có đơn giản. Mỗi buổi sáng Chủ nhật, tôi thấy là anh em đi gió lát, 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 lát.
anh chị em có kính sợ Chúa. Và anh em có tin rằng là cái điều đó là không đẹp bằng Chúa không? Chẳng lẽ chúng ta đẹp lòng Chúa mọi thứ, thế còn một chỗ đi nhóm mà chúng ta lại không đẹp lòng Chúa thì rất đáng tiếc, đúng không ạ? Amen không? Amen. Từ nay trở đi chúng ta nghiêm túc 7:30 có mặt, và chúng ta 7:30 có mặt, chúng ta cầu nguyện gặp gỡ Chúa, và 8:00 bắt đầu chúng ta thờ phượng được Chúa. Amen. 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 Đừng có la ra cái kiểu đó, bởi vì nếu như vậy thì chúng ta không kính sợ Chúa chút nào. Chúng ta thật sự không có khôn ngoan cà phê. Càng ngày nó càng tụt dốc chứ không phải đi lên. Bởi vì người khôn ngoan cà phê là một ngày trưởng thành hơn. Amen. Ngày trước tôi còn con trẻ, tôi nghĩ rằng gióm cũng được, không gióm cũng được. Ở nhà cũng được, không sao. Mở máy điện thoại nghe cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu là sự trưởng thành tôi khôn ngoan hơn rồi. Tôi phải giống lại với anh em cùng ca ngợi với anh em, không phải một mình, bởi vì hội thánh không phải một mình, nhưng mà có tất cả mọi người. Amen. Nên chúng ta cần phải đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Amen. Có những cái điểm nào mà chưa đẹp lòng Chúa, hãy đẹp lòng Chúa đi. Amen. Chúng ta có biết là những cái điểm nào chúng ta không đẹp lòng Chúa không? Không chịu cầu nguyện nè. Tôi thấy mỗi buổi tối thứ bảy cầu nguyện thông thương, có mấy anh chị em nhân sự cầu nguyện thôi mà số đen cũng không có trong kiếm được. Nhân sự của Chúa chẳng ai đến cầu nguyện cả, ai có bận hết. Mà chúng ta nhớ là bận là rất là nguy hiểm nha. Tôi bận mà Chúa đã nói rồi, rất là nguy hiểm đó. Chúng ta khi chúng ta bước vào cầu nguyện với Chúa, chúng ta làm công việc của Chúa Trời là chúng ta đáng thức cấm. Amen. Ngày Chúa Giêsu đến lúc nào chúng ta sẽ được cắt bay lúc đó. Amen. Chúng ta phải có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải giống Chúa Giêsu. Chúng ta phải giống Đức Chúa Trời, giống bản tính Đức Chúa Trời và đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Amen. Chúng ta có đẹp lòng Chúa hoàn toàn trong thể là coi như là 10 điều, chúng ta có 5 điều chưa được, phải tiếp tục đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Chúng ta từng có cái tính xác thịt đó rằng là tôi không muốn cầu nguyện để cho những người thuộc linh cầu nguyện, nhưng mà chúng ta hãy la bằng cầu nguyện. Amen. Tối thứ bảy từ 7:00 đến 8:00 cầu nguyện, chúng ta hãy đến mà cầu nguyện, hãy đến hội thánh mà cầu nguyện. Amen. Chúng ta hãy quyết tâm, chúng ta sẽ nói với cái xác thịt chúng ta là mày không cầm giữ chúng ta được, mày không lãnh đạo chúng ta được, chỉ có thánh linh của Chúa lãnh đạo chúng ta, và chúng ta phải đầu phục thánh linh của Chúa. Chúng ta phải giống như Chúa Giêsu, phải có tâm tình như Chúa Giêsu, dù có thể chết trên độc tự giá, dù có thể chết trên nhục nhã cũng sẵn sàng. Amen. Ý yeah, không phải là ý con. Amen. Chúng ta phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời đi. Và những cái điều nào đó mà thật sự chúng ta không đẹp lòng người ta, hãy sửa lại. Amen. Amen. Những người con mà không đẹp lòng cha mẹ, chúng ta hãy sửa lại. Những người cha mẹ mà hay chọc giận con của mình cũng sửa lại. Amen. Cứ chọc giận con hoài mà biểu con nó không điên lên cái rồi nó bất hiếu rồi nó con bất hiếu. Hãy dứt đi cái việc chọc giận con mình. Amen. Đối với người khác, đối với hậu thân, chúng ta có thích người này mà không thích người kia không? Con có không? Chúng ta không chơi với người nào chơi với mình mà không chơi với cái người nào mình không thích. Mà Chúa thì nói sao? Chúng ta nhớ mà theo đoạn năm của nó là sao? Yêu kẻ thù nghịch của mình. Ồ, mình nhớ dài nha. Chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch của mình để làm sao? Để các người trở thành con của cha các người ở trên trời. Amen. Chúng ta từng có hiệp lại với nhau, hiệp lại với những người yêu mình, và Chúa nói rất rõ, nếu yêu những người yêu mình, các người chẳng có phần thưởng nào hết. Nếu chúng ta cứ tụ tập lại cái nhóm này là toàn là những người yêu với nhau hết á, tôi nói anh chị em, Chúa không ghi tên, Chúa không ghi gì hết, Chúa chẳng có phần thưởng cho anh em về điều đó đâu. Bởi vì anh em yêu những người yêu mình. Đúng không?
Chúng ta hãy yêu người thuộc linh mới là con của Cha trên trời. Hãy ra đây nghĩ lại, chúng cha chúng ta là vị đại, hãy ra đây toàn hảo như cha chúng ta là toàn hảo. Amen. Amen. Chúng ta phải là như vậy. Tôi nói vào cánh của Chúa rằng là chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải trở thành những con người làm những việc siêu nhiên cho Đức Chúa. Phải là như thế. Bởi vì không có thánh linh chúng ta không làm được. Xác thịt chúng ta không làm được. Chúa đã nói rằng cựu ước á, hay là luật pháp á, hãy yêu người lân cận mà ghét kẻ thù nghịch. Nhưng mà ta nói với các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cố nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Như vậy các ngươi mới trở thành con của Cha thiên đàng. Amen. Con của Cha trên trời. Nên chúng ta hãy làm để đem lòng Đức Chúa Trời chỗ này nè, và chúng ta cũng đẹp lòng mọi người. Amen. Amen. Tôi tin là anh chị em mà yêu kẻ thù nghịch và người thù nghịch đó sẽ yêu lại anh chị em họ yêu vô cùng yêu. Chúng ta làm cho họ thay đổi cuộc đời, làm cho họ không còn phải mặc cảm nữa, làm cho họ trở thành một người tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời bình thường. Nó đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Thế còn chúng ta yêu những người yêu chúng ta chơi những người đi chơi với chúng ta thì chúng ta chẳng có phần thưởng nào. Amen. Amen. Phải toàn hảo như cha các ngươi là toàn hảo. Ai tính bên má bên này đưa má bên kia không có trả thù. Amen. Ai bỏ đi một dòng hay đi dòng rưỡi ấy lấy ăn ngoài hãy đưa ăn trong được. Amen. Đó là điều mà Chúa Giêsu dạy về con của một Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu họ lục sạch. Chúa Giêsu chẳng nói năng gì. Phải vậy không? Ngài như chiên con chẳng đến hàng làm thịt. Ngài như chiên con trước mặt kẻ. Ngài chẳng mở miệng. Có nghĩa là biết thật được giá là thế. Nên chúng ta là em của Chúa Giêsu, cũng là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết thật được giá là thế nào. Và Chúa sẽ đưa chúng ta vào thật tự do. Tư phần sống. Nhưng mà Ngài đưa chúng tôi vào tự chết. Để sự chết ở trong tôi và sự sống ở trong anh chị em. Nếu tôi không chết thì anh chị em sẽ chết. Nếu tôi chết thì anh chị em sẽ sống. Nên vừa rồi có một ông mục sư của một phòng giáo lý có một phòng văn đấy, bởi vì thấy là một thánh ông phát triển rất là nhanh. Ông có thánh năm mới đây mà có 140.000 người dù là thánh giáo lý. Nhưng mà ông học phòng văn ông cảm chỉ lên câu khẩu hiệu của hội thánh là tôi chết thì hội thánh sẽ sống. Cái câu khẩu hiệu đó là tôi chết thì hội thánh sẽ sống. Một sư chết thì hậu thánh sẽ sống. Anh chết thì hậu thánh sẽ sống. Chị chết thì hậu thánh sẽ sống. Tôi chết thì hậu thánh sẽ sống. Chúng ta đặt trên quả tim của mình nói này. Hãy nói này. Tôi chết thì hậu thánh sống. Tôi chết những người xung quanh tôi sẽ sống. Amen. Amen. Tôi chết thì đẹp lòng mọi người. Amen. Nếu chết đi cùng chết với Chúa Giêsu. Amen. Như Phaolô đã nói tôi bị đóng đinh thập tự giá với Chúa Giêsu, bây giờ tôi sống không phải là tôi. Amen. Amen. Có nghĩa là từ bỏ. Amen. Mà đã từ bỏ là chết đi rồi thì không hơn thua với người khác, không có cãi với người khác, không có làm tổn thương người khác. Amen. Đó là đem lòng người khác, đem lòng mọi người. Amen. Chúng ta phải có tâm tình yêu Chúa Giêsu thì chúng ta mới đem lòng mọi người. Amen. Chúng ta có thể chịu đựng họ được. Có những người mà làm chúng ta tổn thương, chúng ta chịu đựng, chúng ta im lặng. Bạn em, mà nếu có thể mở miệng được thì xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Đó là những người của Đức Chúa Trời, đó là những người con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu, chúng ta giống hình ảnh Ngài, hình ảnh của con Ngài. Chúng ta cũng giống Đức Chúa Trời trong tình yêu. Khi chúng ta yêu thì chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta lại giống Đức Chúa Trời. Phải giống Chúa. Hãy giống Chúa để chúng ta có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Amen. Không thể nào sống trong xác thịt, không thể nào sống với con người cũ, con người tội lỗi, con người mà
ghen ghét cay đắng giận hờn buồn phiền con người mà sống trong thần thờ lại hình tượng phục phép tù oán tranh đấu, tất cả những điều đó chúng ta hãy chết đi, không chứa đắng nó được, không để cho nó sống được, không để cho nó lãnh đạo đời sống của chúng ta được, bởi vì chúng ta đã có một con người mới tuyệt vời rồi. Con người mới nó bỏ sự cũ đã qua đi rồi, mọi sự được đến đây mới, có nghĩa là mọi sự cũ có nghĩa của con người cũ, con người tội lỗi đó, những gì ham muốn của dục vọng đó, của xác thịt đó, nó biến đi hết và chúng ta trở thành một con người mới, và tất cả những điều mới nó sẽ thể hiện bước vào trong chúng ta, những điều mới từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh đã dẫn chúng ta theo cách mới của Đức Thánh Linh, chúng ta đã kinh nghiệm những điều mới mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta nhận lãnh những điều tốt lành và mới lại đó, để ráp vào những cái gì mà con người cũ chúng ta đã, để trở thành một con người mới hoàn toàn, để giống Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Càng thêm sự khôn ngoan, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người, hay là đẹp lòng loài người, tức là cả thiên, cả thiên giới người. Bởi vì chúng ta không những là bắt đầu từ Jerusalem, nhưng mà đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, nên chúng ta phải tập tần, chúng ta phải mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Amen. Con người đó mới có thể đi khắp thế giới được, chứ không thể nào đi khắp thế giới mà mang con người cũ. Mà ngày hôm nay có những con người cũng đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà bị mang tiếng quá nhiều, bởi vì cái bản tính xấu. Nhưng mà con người mới tôi tin chắc rằng người ta sẽ khen ngợi, người ta sẽ ca tụng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và chúng ta cũng rất vui mừng, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã huấn luyện, đã dạy dỗ đời sống của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn trở nên con người mới của Đấng Christ. Mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới. Amen. Nên chúng ta cần phải áp dụng. Amen. 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 Chúng ta nhớ những điều này. Chúa Giêsu của chúng ta càng thêm khôn ngoan, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng loài người, cái đúng bản thân mới. Những gì tôi đã nói cuộc sáng hôm nay, bản thân của Chúa chúng ta cần phải áp dụng chính đời sống. Amen. Áp dụng trên chính đời sống, không thể nào bỏ qua. Chúng ta bởi đức tin cậy cái lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời, những cái điều gì đó không đúng với bản tính của Đức Chúa Trời, hãy loại nó ra. Nó giống ma quỷ, nó giống thế gian này, hãy loại nó ra ngoài. Và chúng ta phải có bản tính của Đức Chúa Trời, phải giống như Chúa Giêsu, phải có tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Chỉ cần thấy chúng ta cùng đứng đây, cùng đứng đây, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Tôi kêu gọi hậu thánh của Chúa, hãy đến với Chúa. Chúa là tấm gương của chúng ta, Chúa sống một cái đời sống thật sự đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn và đẹp lòng loài người. Nên chúng ta phải giống Chúa Giêsu, phải có tâm tình như Chúa Giêsu để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn và đẹp lòng loài người. Những gì cổ kỳ của chúng ta hãy bỏ qua đi, hãy loại bỏ nó đi, đừng có nuôi nó trong đời sống của chúng ta nữa, bởi vì Chúa nói là lòng thương ban tội ác sinh ra sự chết, và tội lỗi đầy tròn sinh ra sự chết, cưu mang tội lỗi đầy tròn. Nên chúng ta hãy thấy sạch tất cả những cái điều ô uế đó, thấy sạch những điều gian ác đó trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự trở thành con của Đức Chúa Trời và có bản tính của Đức Chúa Trời, có quyền năng của Đức Chúa Trời, có cái phẩm chất, có cái gì trái của Đức Thánh Linh, giống Đức Chúa Trời của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể có hiệu quả một hôm ra 30, 60, 100, có thể hơn nữa hơn. Chúa sẽ làm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta giơ tay lên cho chiếc cầu xin chào Chúa. Chúa ơi, con tin rằng là lời của Chúa là thần linh và sống, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động mỗi một người nghe lời của Đức Chúa Trời, và lời đó xuyên vào xác thịt của họ,
tâm hồn của họ, tâm linh của họ, để họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời, để biết được địa vị cao cả của mình, địa vị làm con của Đức Chúa Trời thật là vĩ đại, thật là siêu nhiên, thật là vô cùng quý giá. Địa vị mà không có một cái địa vị nào trên thế gian này có thể sánh bằng được. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ anh chị em của con, để tất cả những gì họ sống bấy lâu nay và không đẹp lòng Đức Chúa Trời đó, những cái điều thuộc về xác thịt đó, những gì thuộc về tham dục đó, nó phải tẩy sạch ngay bây giờ, để họ thật sự có trái của Đức Thánh Linh, có bản tính của Đức Thánh Linh, có bản tính của Đức Chúa Trời, có thần tính của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Hallelujah. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa là đã tạo tái sạch chúng con, để chúng con thấy rằng là tâm linh chúng con được sống lại, và đó là một cái tâm thần, đó là hơi thở của từ Đức Chúa Trời gửi vào trong con người của chúng con. Chúng con có một phần của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, đó là phần tâm linh. Và cảm ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời cũng đến với chúng con, để chúng con hoàn toàn trở thành là một người của Đức Chúa Trời hoàn toàn, không còn thuộc về chúng con nữa. Chúng con nói như Phao Lô, bây giờ tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Bây giờ tôi sống và sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, Ngài yêu tôi, Ngài đã hy sinh cho tôi, và tôi sống trong Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài đã đánh toàn tri, Ngài biết tất cả mọi điều của chúng con, tấm lòng của chúng con, biết những nan đề trong cuộc sống của chúng con, vì chúng con sống theo thánh thể là sống với thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài biết hết. Và Ngài đã đánh toàn đến người, Ngài có thể thay đổi cuộc đời của chúng con ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, với quyền năng của thánh linh của Ngài đổ đầy, tác động mạnh mẽ, để rồi tất cả những gì của con người, của con người xác thịt, của tội lỗi đã được thách hóa biến đi, để rồi họ trở thành một người mới, một người sống trong sự thánh khiết và công chính, là người của Đức Chúa Trời chọn lựa, là người Đức Chúa Trời đã chức công tiếp và làm cho thánh điện, là người mà Chúa sẽ sử dụng để kết quả cho Đức Chúa Trời, để chức công những linh hồn tội nhân này chẳng là Ngài đã đáp toàn đại, Ngài đang ở đây với chúng con, Ngài đang ở đây với chúng con, thưa chúng con tin thánh linh đang ở đây, xin hành động với vòng chúng con. Hallelujah, xin hành động với vòng chúng con, và tình yêu thương của Ngài cứ tiếp tục đầy dẫy, bởi vì Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua Đức Thánh Linh, để chúng con nhận lãnh Đức Thánh Linh, thánh linh đang ở trong chúng con, thì chúng con cũng đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể yêu kẻ thù địch. Chúng con yêu Đức Chúa Trời của chúng con, yêu anh em chúng con, chúng con sống trong tình yêu thương, và tình yêu thương là làm trọn luật pháp Chúa ơi, chỉ có tình yêu thương mới làm trọn luật pháp mà thôi, làm trọn những gì mà Chúa đã dạy dỗ cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ, tình yêu của Ngài cha chứa đầy càng kêu tấm lòng tin từ đầu, để ai đấy có thể phát xuất bởi tình yêu và kết thúc cũng bởi tình yêu, họ khởi đầu bởi Đức Thánh Linh thì kết thúc cũng bởi Đức Thánh Linh. Không ai hết giàu cả, không ai hết giàu cả, không ai mà Chúa nói rằng ta không biết tôi là ai. Chúa ơi, bởi vì lời của Chúa dạy cho chúng con, để chúng con giống Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu thật sự là em của Chúa Giêsu, thì Ngài không bao giờ từ bỏ chúng con, Ngài không bao giờ nói với chúng con ta không biết các ngươi là ai, bởi vì chúng con có lời của Đức Chúa Trời, chúng con làm theo lời của Đức Chúa Trời, chúng con giống Chúa Giêsu của chúng con giống Đức Chúa Trời của chúng con là cha của chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tất cả những gì ô uế xấu xa, tất cả những gì thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian này, thuộc về xác thịt, đi ra khỏi hội thánh của Chúa, đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ, đi ra khỏi, ra khỏi, đi ra khỏi trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, mà ô uế đi ra, đi ra, đi ra. Thánh Linh ơi, Ngài thân tẩy, Ngài thân tẩy họ ngay bây giờ, Ngài thân tẩy ngay bây giờ, tất cả sự ô uế đi ra, đi ra khỏi, đi ra khỏi. Tất cả những người là gì, những người có thể cùng đồng hành với chúng con trong buổi sáng hôm nay, họ được chúng ta được đổ cảm, thân tẩy họ ngay bây giờ, thân tẩy họ ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Thánh tẩy để họ trở thành con của Đức Chúa Trời, xứng đáng con của Đức Chúa Trời, giống Chúa Giêsu, đẹp lòng Chúa hoàn toàn và đẹp lòng mọi người. Cảm ơn cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha. Con tin rằng là Ngài đồng hành với con, Ngài chạm đến quý bà chị của con và cả biết đâu cuộc đời của họ. Chúng con cảm ơn Chúa và có người đức tin chúng con nhận lãnh lời chúc phúc này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.